Chú là bạn của ba con mà, con lên nồi đi, chú chở về cho. Oh no. Đưa con về, mà con không có chịu lên xe rồi chú nó chạy đi mất tiêu rồi. Hôm nay đồ hiền hàng của em đẹp hơn đợi. Bộ phù thủy của chị mới đẹp hơn, bây giờ mình lại hỏi mẹ đi. Mẹ ơi, mẹ thấy bộ đồ của con đẹp hay bộ của em đẹp hơn mẹ? Qua wow, hôm nay hai chị em có bộ đồ thiên thần. Hôm nay mẹ rước mình trễ cho nên mình sẽ đi bộ về. Ủa con gái, sao con đi bộ về vậy? Lên đây chú chở về cho. À? Con đâu có biết chú là ai đâu. Chú là bạn của ba con mà, con lên nồi đi chú chở về cho. Oh no. Mẹ dặn con không được lên xe của người lạ. Với con nhìn chú đâu có quen đâu, chú đâu có giống mấy bạn của ba con đâu ta. Yes. Kìa mà, con nói chuyện với ai vậy? Mẹ con tới hả? Vậy thôi chú đi à. Ủa má nói bạn của ba sao mà chạy mất tiêu rồi ta. Nãy giờ con đứng nói chuyện với ai vậy? Cái chú hồi nãy á mẹ, nói là bạn của ba đó rồi đưa con về. Mà con không có chịu lên xe rồi chú nó chạy đi mất tiêu rồi. Hôm nay mẹ có việc bận nên rước con trễ một chút. Mai mốt ở lại trường đợi mẹ, đừng có lội về nữa nghe. Lỡ có người lạ kêu con lên xe cũng không được lên, cho cái gì cũng được ăn được lấy nghe con. Có khi họ là người xấu sẽ gây nguy hiểm cho con đó nghe. Dạ con nhớ rồi, mai mốt con phải thật cảnh giác mới được. Yeah. Em ơi, coi chị mới có bộ đồ quá trang mới nè, ngầu chưa? Yeah. Wow, ngầu quá. Nhưng mà chị thấy đồ em cũng có đồ quá trang nè. Để xem Gia Hân quá trang thành cái gì nha. À Gia Hân ra rồi kìa các bạn ơi. Nó đẹp không nè. Ủa em đang quá trang làm ai vậy? Thì có nghe câu thiên thần quay có hai cắn đó. Em nhìn em hận đó thì thấy đẹp không? Có em vỗ cắn nè. Bộ đồ thiên thần của em đẹp hơn đợi. Bộ phù thủy của chị mới đẹp hơn. Bây giờ mình lại hỏi mẹ đi. Mẹ ơi, mẹ thấy bộ đồ của con đẹp hay bộ của em đẹp hơn mẹ? Qua wow, hôm nay hai chị em có bộ đồ thiên thần và bộ đồ phù thủy đẹp quá. Đâu hai đứa quay ra trước cho mọi người xem chứ mẹ là không biết chọn ai luôn đó. Các bạn thấy phù thủy hay thiên thần đẹp hãy bình luận ở dưới nghe. Còn các bạn thích Hoàng Kim và Nha Hân nhớ xem clip, bấm like và đăng ký ủng hộ cho mình nghe. Tạm biệt, cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn ơi, các bạn xem thấy hay thì hãy nhớ bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ kênh mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt các bạn.